Rồi nha. Hôm nay chúng ta học bài tiếp theo là bài đếm số phần tử chẵn lẻ trong mảng hai chiều. Thì chúng ta đã học cái phương pháp nhập cái mảng hai chiều có n dòng và n cột. Sau khi ta đi nhập được cái ma trận của ta có n dòng và m cột, ta tiến hành việc tính toán là để tìm ra cái để đếm các số chẵn và lẻ trong mảng hai chiều. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, như là khi mà mình kiểm tra cái số đó có chẵn hay là lẻ thì ta lấy nó ra chia cho hai. Thì nếu như cái số đó mà chia cho hai mà dư không thì số đó là số chẵn, còn ngược lại là số chia cho hai mà dư một á thì số đó là số lẻ. Thì ta tiến hành duyệt cái mảng hai chiều để mình đi đếm cái số chẵn và đếm cái số lẻ. Đây có sẵn mình copy xuống, thì mình khai báo thêm hai biến là đếm chẵn bằng không luôn, mình gán cho giá trị bằng không, và đếm lẻ mình cũng gán cho giá trị bằng không. Thì chúng ta đi tiến hành xét điều kiện, nếu như mà A I Z nó mod, tức là chia lấy phần dư chia cho 2 mà bằng 0 thì tức là cái AIZ này là số chẵn. Mà nếu nó là số chẵn thì mình lấy dùng cái đếm chẵn mình tăng lên 1 là đếm chẵn cộng. Ngược lại, nếu nó không là số chẵn thì nó là số lẻ thì mình sẽ đếm lẻ nó tăng lên 1. Thì qua hai vòng lặp diệt m như n phần tử thì ta sẽ đếm được có bao nhiêu trong mảng này, sẽ có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ. Thì số phần tử của nó là n nhân cho m phần tử. Sau khi ta đếm xong thì ta xuất kết quả nó ra màn hình. Số các số chẵn là phần trăm D. Mình xuất cho nó xuống dòng là xuyệt N. Rồi mình xuất cái điểm chẵn. Thì các biến thì chúng ta chú ý là hoa với thường là nó phân biệt, chúng ta dễ bị sai chỗ là biến đếm chẵn đếm lẻ. Ta khai báo chữ thường và ta ghi chữ hoa là nó sẽ bị lỗi. Đếm các số lẻ, số các số lẻ là đếm lẻ. Rồi. Như vậy thì thuật toán của ta thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần duyệt hai dòng lặp là qua để duyệt m n như m phần tử, thì ta ứng với mỗi phần tử thì ta kiểm tra xem nó chẵn hay là lẻ. Thì nếu mà nó chẵn thì mình cái biến đếm chẵn mình tăng 1, ngược lại là biến đếm lẻ mình tăng 1 thì mình sẽ được kết quả như mong muốn. Chúng ta tiến hành chạy chương trình. Ta nhập vào là n bằng 3, m bằng 4. 1 2 3 thì nó có 12 phần tử, 3 nhân 4 là 12 phần tử. Thì ta đếm được cái số chẵn là 5, số lẻ là 7, 5 cộng 7 là 12 phần tử. Đây là một trong những cái thuật toán đơn giản của mảng hai chiều. Các em thực hiện và hoàn thiện bài tập lập trình trên máy tính của chúng ta.